mọi người, chào mừng đã quay trở lại với Toko Camera. Làm thế nào để quay được một video chất lượng là câu hỏi mà bây giờ vẫn có rất nhiều người tìm kiếm. Với mình thì một video chất lượng không chỉ dựa vào số lượt like, lượt comment, lượt share hay là một vài cái lời nhận xét của một ai đó, bởi vì chúng ta có những cái góc nhìn không giống nhau. Đối với cá nhân mình thì một video chất lượng là một video được hoàn thiện, chỉnh chu và cẩn thận trong khả năng của mỗi người. Có thể ban đầu tư duy kịch bản của chúng ta nó chưa được hoàn hảo, hay là chúng ta chưa có những cái định hướng rõ rệt và cụ thể, bởi vì chúng ta là tay ngang, hay là chúng ta chưa thể nào làm được những cái video hậu kỳ xuất sắc bởi vì chúng ta không phải là dân chuyên. Nhưng mình nghĩ rằng với một vài những cái lưu ý nhỏ mà mình sắp chia sẻ với các bạn tới đây, qua những cái kinh nghiệm của mình sau khi build cũng tương đối là nhiều kênh YouTube này và cũng khá là nhiều ngành nghề, thì mình tin rằng những cái tip mà mình sẽ chia sẻ với các bạn sẽ giúp bạn có những cái sản phẩm chỉnh chu và hoàn thiện, và để sau này khi chúng ta nhìn lại những cái sản phẩm của mình trong quá khứ, chúng ta có thể tự tin với những cái sản phẩm đó. Khi bạn mong muốn bản thân mình có những cái video chất lượng hơn và chuyên nghiệp hơn trong tương lai, thì mình tin rằng thiết bị chính là điều đầu tiên mà bạn nghĩ đến. Smartphone hiện nay có chất lượng rất tốt, nhưng để quay video đẹp và dễ dàng hơn thì một chiếc máy ảnh kèm máy quay sẽ là gợi ý mà bạn nên cân nhắc. Ví dụ như chiếc A6400 vừa chơi vừa kiếm cơm suốt mấy năm qua của mình này, hoặc A6300 Canon R tại công ty mà mình hay sử dụng, thậm chí là con Sony ZV-M10 chuyên quay vlog đều có mức giá dễ chịu dù bạn mua mới hay cũ. Nó có thể vừa dễ dàng gắn phụ kiện bạn cần này, có thể thay đổi lens, hay đơn giản là chúng ta có thể dùng nó làm thiết bị chính để quay chụp. Còn chúng ta sẽ sử dụng smartphone để làm thiết bị đọc kịch bản hay là hỗ trợ quay một số cảnh phụ. Và sau rất nhiều video mình từng quay từ trước đến nay, thì ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy hài lòng nhất với chất lượng video 4K và chỉ quay 4K để có những hình ảnh file tốt nhất trong cái khả năng của thiết bị đó. Bên cạnh đó thì không phải việc chúng ta có một cái thiết bị xịn là chúng ta đã có thể quay đẹp được luôn rồi. Ánh sáng cũng là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Với những người mới này, người ít kinh nghiệm hay là người có ít ngân sách, thì việc có một cái nguồn sáng đủ để chúng ta quay người hay là quay sản phẩm thì nó không phải là điều dễ dàng. Và lời khuyên của mình đó chính là chúng ta hãy quay ở ngoài trời. Việc có ánh sáng ở ngoài trời đã giúp chúng ta có được một cái video sáng sủa hơn này, nét hơn và chất lượng hơn. Tuy nhiên thì các bạn hãy lưu ý rằng hãy tránh ngồi ở những cái vị trí nào bị ngược sáng hay là ánh sáng quá gay gắt nhé. Và sau khi nghe điều vừa rồi thì chắc là bạn đang nghĩ là cứ bảo là quay ngoài trời thì tức là quay ở đâu? Thì ok, và đây là một vài lời khuyên mà mình rất hay sử dụng mỗi khi đi quay video. Bạn có thể tìm đến công viên này, vườn hoa này, phố đi bộ, hay thậm chí là những cái quán cà phê nào có không gian ngoài trời và cho phép bạn quay video. Và nếu như bạn đang lo sợ rằng là việc quay ngoài trời sẽ có rất là nhiều những người qua lại ở đằng sau, thì bạn đừng lo, bởi vì khi mà chúng ta đã quay bằng máy ảnh rồi, chúng ta có thể zoom lên một chút, chúng ta có thể tiến lại gần máy ảnh một chút, thì lúc này chiếc máy ảnh sẽ xóa phông ở đằng sau và làm mờ tất cả những cái người đi ở sau bạn. Và điều đó sẽ hạn chế được việc những cái người lạ này hay là lọt mặt của người khác vào cái khung hình của chúng ta. Tuy nhiên thì mình lại có thêm một cái lưu ý nho nhỏ nữa là trước khi bạn quay ở đâu đó ngoài trời, hãy để ý xem là background sau lưng mình có cái gì bẩn hay có rác gì đó thì các bạn hãy dọn trước đi nhá. Kế tiếp, cái tip số 2. Sau khi chúng ta đã lựa chọn được việc quay ở ngoài trời rồi thì chúng lại có một cái vấn nạn nữa, đó chính là tiếng xe cộ này, tiếng người trò chuyện này, tiếng chim hót, tiếng ve kêu vân vân và mây mây. Và không phải lúc nào chúng ta cũng đứng sát dạt vào cái máy ảnh để thu tiếng, hay lúc nào bạn cũng phải cầm khư khư cái điện thoại để thu âm. Thì lúc này một cái mic chất lượng tốt sẽ là một cái trợ thủ đáng tin cậy với bạn. Nếu như chúng ta có thể ngồi ở trong những cái không gian nào nó yên tĩnh một chút, thì bạn có thể lựa chọn một vài những cái mic không dây, giá nó rất là rẻ. Và mình đã sử dụng mấy năm rồi, mình vẫn thấy nó rất là ok. Và như mọi người thấy thì mình đang ngồi ở một cái không gian mở, một quán cà phê, và bên cạnh mình có rất nhiều xe cộ đi ở bên dưới. Và các bạn có thể nghe được rõ ràng là âm thanh mình thu được nó cũng khá là tốt, đúng không? Bên cạnh hình ảnh thì mình nghĩ rằng âm thanh là một phần rất quan trọng trong một cái video chất lượng. Các bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của một khán giả. Liệu bạn có thể chấp nhận được một cái video và có đủ kiên nhẫn để xem hết một cái video nếu như là cái chất lượng hình ảnh nó không tốt và âm thanh của nó trôi sụt hay không? Nhưng để linh hoạt hơn, dùng được trong mọi hoàn cảnh và có được cái chất lượng audio tiệm cận với những nhà làm phim chuyên nghiệp, thì có thể lựa chọn những cái chiếc mic như chúng mình hay sử dụng, như là DJI Mic này, Saramonic, Rode. Nếu như bạn quan tâm đến chiếc mic nào trong số này thì mình đã có video đánh giá và thử thu âm rồi, để các bạn hãy xem ở dưới mô tả nhé. Còn nếu như bạn đang là người chỉ quay đơn thuần và lầm tiếng sau, thì
thì việc bạn thu bằng thiết bị di động hay laptop đều có chất lượng khá là tốt. Và chỉ cần thêm 1-2 thao tác lọc tiếng trên các phần mềm chỉnh sửa nữa là ok. Dù bạn hay quay người hay là quay sản phẩm, nếu như các bạn chưa biết cách chọn một cái bố cục đẹp, hãy để chủ thể vào giữa khung hình. Khi ấy chúng ta sẽ có những khung hình cân đối, không bị cắt mất phần nào gây bất cân xứng cả. Và nó sẽ dễ dàng xử lý hậu kỳ, căn chỉnh sau khi dựng video. Khi quay người thì nếu các bạn lấy bán thân, đừng để cắt đầu hay cắt sát vào chủ thể. Các bạn hãy quay rộng ra một chút thì khi về chúng ta có thể cắt cúp cho nó phù hợp hơn. Còn nếu như bạn tự tin căn được một góc chuẩn đẹp rồi thì có thể bỏ qua cái tip này cũng được. Và đối với những ai hay sử dụng máy có màn hình lật, các bạn hãy nhớ là nhìn vào ống kính để nói, đừng nhìn vào màn hình hay bất kỳ đâu, bởi vì nó sẽ khiến mắt của chúng ta không được đẹp, nhìn nó không được thẳng và dễ gây mất tập trung khi đang quay. Tại sao mình lại đặt nội dung nằm ở tip cuối cùng, trong khi mọi người luôn nói nội dung là yếu tố quan trọng nhất của một cái video? Dĩ nhiên nó là cái phần quan trọng nhất. Tuy nhiên thì mỗi người lại có một cái sự tư duy này, sự sáng tạo cũng như là một cách thể hiện khác nhau. Vậy nên mình không có một cái mô típ nào để khuyên cho các bạn cả. Đối với cá nhân mình thì với mỗi chủ đề mà mình được giao cho thì mình sẽ có một cái định hướng cho từng cái video đó. Nhưng các bạn hãy đảm bảo rằng cái nội dung mà bạn đang muốn làm, đang muốn nhắm tới nó phải có ít nhất đầy đủ ở những cái cơ bản, ví dụ như là một cái mở đầu này, một cái thân bài chỉnh chu và một cái kết đơn giản thôi cũng được. Và các bạn hãy viết những gì mà mình muốn làm ra trước, nốt nó lại, sắp xếp nó theo một thứ tự. Và bên cạnh đó các bạn hãy ghi chú luôn là chúng ta sẽ quay cái gì, quay như thế nào, quay ở đâu và thứ tự của nó ra làm sao. Và khi này thì các bạn chỉ cần quay lần lượt theo thứ tự đó. Và điều này sẽ giúp các bạn, thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, thứ hai là nó sẽ đáp ứng đủ các cảnh quay mà bạn cần, thứ ba là chúng ta sẽ có những cảnh quay vừa với cái thời lượng mà mình mong muốn để đọc được cái lời thoại đó. Và nếu như bạn quay sản phẩm thì mình có thêm một lời khuyên nữa là sau khi các bạn quay hết theo cái thứ tự đó thì các bạn hãy quay thêm thật nhiều những cái cảnh, ví dụ như là các góc cạnh của sản phẩm này, một số cảnh tương tác với sản phẩm đó để chúng ta có thể dự phòng. Bởi vì trong một số trường hợp thì khi về chúng ta sẽ bị thiếu thời lượng cho cái cảnh đó này, hoặc là chúng ta sẽ bị lỗi hỏng file, hoặc là bị rớt mất một cái file nào đó, đấy là điều mà chúng ta không thể biết trước được. Hoặc là chúng ta đơn giản là có thể sử dụng lại những cái cảnh đó trong những cái video sau. Và dĩ nhiên việc các bạn chám một cái cảnh khác ở trong một cái khung hình không giống nó sẽ làm xấu cái video của mình đi. Và đó là lý do tại sao mà bọn mình thường quay rất là nhiều những cái cảnh để dễ dàng hậu kỳ hơn. Ok, và với 5 tip này thì dù video của bản thân mình ít hay nhiều lượt xem thì mình cũng luôn tự tin với những cái sản phẩm mà mình đã upload lên mạng xã hội. Và mình hy vọng rằng nội dung này sẽ hữu ích với bạn. Và nếu như nó thực sự hữu ích, hãy để lại comment ở bên dưới, like và subscribe ủng hộ chúng mình với nhé. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo nhé.